Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Điện Sở Vùng Vàng. Và hôm nay chúng tôi trở về huyện Chư Pứ của tỉnh Gia Lai để tiếp tục giải cứu một căn nhà yến. Căn nhà yến này thì cũng đã được vài năm nhưng mà nó không hiệu quả. Ở cái vùng này thì chim tương đối là tốt, nhưng mà theo bác chủ nhà nói là cứ làm xong, dụ chim xong rồi đến bắt đầu là đến cái mùa mà gió đấy, thì lạnh ấy, thì chim bỏ đi hết. Thì hôm nay tôi cũng tiết lộ ra một số cái vấn đề tại sao chim nó bỏ đi và xử lý. Thì kính thưa quý vị, đây là căn loa du thì đã hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống loa du đơn như thế này rồi đấy. Nhà này 86, ở đây nó là một cái lỗ chim rất là đẹp, rất là to đây đấy, nhưng mà chúng tôi không dùng được bởi vì chỗ này nó có một cái lỗ chim vào trực tiếp nữa đây, vào đây. Nên là chúng tôi phải mở một cái lỗ chim ở đây và đưa một đường dẫn bên đây, và bên đây chúng tôi phải làm một cái đường bạt chắn bởi vì chỗ này nó là cái chân khí ở đây, và cái lỗ chim đây thì nó sẽ rất là sáng, nó chui trong nhà nên phải chắn cái bạt hai lớp luôn đấy. Dây nữa, dây dặn luôn, nên là hai lớp này đấy, không là nó vẫn mồm sáng. Thế còn cái câu chuyện tại sao chim nó vào nó ở rất đến rất là nhiều mà không lại bắt đầu đến giai đoạn làm tổ thì nó bỏ đi, thì nhà này thì theo bác chủ nhà thì được khoảng 30 tổ và trong vài năm rồi. Ở đây đây là lý do, đây là lý do, đây là cái nguyên bản cái ống khí của chủ nhà, của kỹ thuật thì nó ngắn thế này thôi mà họ để hai hàng ống trên này dưới này, thì chắc chắn là đó là cái nguyên nhân mà như ống ngắn như thế này, đó là nguyên nhân mà chim nó vào nó ở xong nó bỏ đi. Và thay vào đó thì chúng tôi đã phải làm cái ống khí như thế này, và đã hoàn thiện hệ thống cân khí cân nhiệt qua các ống khí như thế này thì mới ổn được. Và cái ẩm thì chúng tôi đã tắt rồi, chúng tôi đã vắt cái dây ẩm ra rồi, không có cái gì cả, chỉ làm như vậy thôi, không có cái gì cả, rất bình thường đấy. Nhưng tôi đã sử dụng những ống này, một ống này, hai ống này, ba ống này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ống, 22 ống. Và đây là tất cả các vũ khí ở đây chúng tôi đã phải sử dụng để chúng tôi điều khí, và điều quan trọng hơn chúng tôi đưa cái làm lại cái loa dẫn chim vào trong nhà. Loa dẫn chim trong nhà đây, thì ống khí tôi bịt lại này. Và đây là cũng là cái lỗ rất là to, chúng tôi không sử dụng cho cái lỗ chim này để cho chim nó đi vào nó giữa, mà nên tôi phải đập cái lỗ gì ở đây để cho chim đi vào đây. Và đây một cái lỗ chim vào đây nữa, đây đường dẫn chim vào đây. Đấy, tôi cũng sử dụng ống này thôi. Và những cái lỗ khí như này thì tôi chỉ thay đó vào nước bạt để chắn cân khí này. Chắn này thôi, không có cái gì cả, làm chỉ vậy thôi. Thế nhưng mà làm suốt từ sáng đến giờ. Ở chỗ này có một cái lỗ chim vào nhưng mà chúng tôi lại không dùng, và chúng tôi chuyển sang bên này để cho con chim đi theo đường này. Hay còn cái việc này, chỗ này vì hôm nay nó không có giàn giáo mà cũng không có thang, nên là phải nhờ bác chủ nhà là mấy nữa là ở bên ngoài ấy, dễ thì mua cái bịt để bịt cái bên ngoài lại để cho nó không, các cái lỗ khí ở chuồng đảo chim này nó không có bị hở. Ở trên đây thì chúng tôi đang đứng ở tầng trên, chỗ này nó một cái loa xuống và tôi dẫn chua chim xuống dưới đây, và chỗ này cái chân khí, cái chân khí ở đây. Và bây giờ tôi đi vào trong đây này, sàn trong này mình thú vị. Ở đây là các cái lỗ khí đây đấy, chúng tôi cũng làm như thế này. Đây là những cái lỗ nó ngắn, ống khí ngắn như thế này đã sẵn làm phá cái nhà yến vài năm nên nó không có chim. Và đi vào đây tôi điều thú vị đó, tôi sẽ quay cho quý vị xem. Và đây là một cái tầng trệt. Cái tầng trệt này nó rất là lạnh, rất là lạnh, thực sự nó rất là lạnh, nên chúng tôi chỉ mở rất nhiều con lỗ khí ở đây, cả hai hàng lỗ khí này, ống 114 này. Vì chỗ này nó có một cái điểm là cái vị trí chư xê thật, nhưng chỗ này nó lại là cái thung lũng nên là khí rất là lạnh, rất lạnh, và gió nó quẩn, nên là phải mở rất nhiều ống để mới cân được cái nhiệt nó vào trong cái nhà yến này. Chứ hôm bắt đầu khi chúng tôi vào là cái gian yến này rất là hôi, nó hôi rình, nên là nó có cái cảm giác rất là lạnh, vào bước vào cái nhà yến là nó cảm tưởng như nó nổi cái gai ốc lên đấy,
Thế là khi mà muốn xử lý thì phải mở mỗi nhiều ống thôi, không còn cách nào khác để điều nhiệt vào trong nhà. Và đây điều quan trọng này, chúng tôi cũng mở ống này, mở ống ra này, đấy, để điều khí. Và đặc biệt chỗ này chúng tôi đang sử dụng cái lỗ này để chúng tôi che bớt lại, chúng tôi làm đường dẫn chim dẫn vào đây, mà dẫn vào đây, đấy, dẫn con chim đi vào trong nhà. Thế thôi, đã không có cái gì đặc biệt cả. Còn gỗ thì rất là tốt, không có bị mốc, không bị gì cả. Đấy, chim thì cũng được 30 tổ rồi, không có cái gì đâu. Đấy, mà điều đặc biệt thì cứ chim cứ bắt đầu là vào ở một thời gian thì nó lại bỏ đi là do các lỗ khí đẩy ngắn quá và nó không đảm bảo yếu tố khí nhiệt. Và cái điều không qua kém hoặc quan trọng là cái âm thanh nó dở quá, âm thanh nó bị sai âm nên là nó không giải quyết được. Vậy thôi, tôi đã quay xong cái nhà yến rồi, và giờ tôi mở âm du dẫn cho quý vị có thể tham khảo. Đây là cái phòng kỹ thuật, tôi mở âm du lên, tôi mở âm dẫn lên. Đây là cái âm du đây, dẫn đây, và cái âm dự phòng đây, và thế là xong. Vâng, rất là xong rồi đấy. Nhưng mà bức tường không tô nên là mới tôn ở ngoài chứ không phải nhà thiết kế nhé. Và nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị trong video rất là sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.